Hello, cả nhà. Thì sáng nay mình lại tiếp tục đóng thùng bông trang và giao cho khách. Hôm nay á thì mình giao cho một chị khách ở Tiền Giang, ở huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Thì chị đặt mình là hai cây bông trang lá hẹ hay còn gọi là lá kim, hai cây bông trang lá trung màu vàng, và ở dưới là hai cây mỹ hồng. Hai cây mỹ hồng ở dưới đây. Vậy bây giờ bắt đầu mình để vô lại cái thùng to hơn. Hai cây bông trang lá kim hay là lá hẹ, cái lá hẹ còn trang thì nhỏ nhỏ nên được gọi trang kim. Rồi xong cái hai cây bông trang lá trung màu vàng, bông trang lá trung màu vàng. Cây này là cây mỹ hồng. Đây là cái đơn hàng của mình đây. Rồi, cái này là đơn hàng thứ hai. Đơn hàng này là một cây bông mỹ hồng với bốn cây bông trăng trắng lá trung. Đây là bông trăng trắng lá trung. Rồi, vậy là mình đã đóng thùng xong hai đơn hàng. Mình xin kết thúc video ở đây. Mình chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.